chào mừng các bạn đến với kênh Hải Sản Phía Sống Ông Giàu. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn loài cá nhám và sò mai. Đây là hồ hải sản, hương vị hải sản cá nhám và sò mai của bên mình. Đó, cá nhám đây, sò mai, những con sò mai bự nha. Sò mai bên mình là size 2-3 con 1kg. Sò mai thì có thể dùng để nướng, nấu cháo hoặc là nướng mỡ hành, nướng phô mai đều rất là ngon. Một con sò mai rất là bự nên thịt rất là nhiều. Bên mình bán sò mai sống nha, có giao sống tận nơi luôn. Liên hệ website onggiau.com để đặt hàng. Cá nhám bên mình có giao sống tận nơi.